Các bạn đã quay trở lại với AHA Movie, kênh chuyên tóm tắt phim hay. Hôm nay, mình xin được đem đến cho các bạn bộ phim Piranha, ra mắt năm 2010 tại Mỹ, nói về loài cá piranha cổ đại chuyên ăn thịt người. Mình cũng xin được cảnh báo rằng video này sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung của phim. Nếu các bạn không ngại thì đi thôi nào. Bối cảnh phim diễn ra vào kỳ nghỉ xuân tại khu vực hồ Victoria, một khu nghỉ mát nổi tiếng ở bang Arizona, Mỹ. Lúc này, một ông già đang câu cá ở giữa hồ. Xung quanh đột nhiên rung chuyển, dưới đáy hồ xuất hiện một vết nứt lớn. Vô số con cá piranha, một loài cá ăn thịt người trồi lên từ vết nứt này. Ông già vội khởi động thuyền nhưng không may rơi xuống nước. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã bị đàn cá piranha làm thịt. Tại khu nghỉ dưỡng gần đó, các du khách đang mải mê vui chơi. Họ không hề nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần. Jack là một học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp. Hôm đó, Jack đang trên đường đi đón cô em gái Laura thì tình cờ gặp Kelly, cô bạn cùng lớp mà anh ta thầm thích. Kelly mời Jack đến dự một bữa tiệc âm nhạc. Tuy nhiên, vì mẹ của Jack vốn là một cảnh sát, phải làm thêm giờ, cho nên Jack phải ở nhà chăm sóc hai.